Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Twisto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 687 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Bùm! Bốn bàn tay độc đang lao tới bị sức mạnh nào đó xé nát, thi nhau nổ tung giữa không trung. Chiêu thức đã bị hóa giải, mọi người nhìn chằm chằm với sợ hãi kêu lên. Nhưng Diệp Viêm đâu chỉ có chút thủ đoạn này. Ngay khi bàn tay độc phát nổ, một lượng lớn lưỡi kiếm khí bán nguyệt từ mọi hướng tấn công, xé gió lao về phía người được hồi sinh như những chiếc răng nhanh. Nhưng người này vẫn không hoảng sợ, hắn cúi xuống dùng một tay đập mạnh xuống đất. Bang bang bang, một lượng lớn huyết khí dâng lên từ mặt đất, biến thành một kết giới bao bọc hắn ta. Lưỡi kiếm khí sắc nhọn như răng nanh đâm vào kết giới, tạo băng huyết khí thì đều vỡ vụn, nhưng kết giới thì vẫn còn nguyên vẹn. Tim của Thiên Xu và những người còn lại như ngừng đập một nhịp. Chẳng lẽ ngay cả Diệp Viêm cũng không làm gì được người này sao? Bọc bọc bọc. Kết giới từ huyết khí tiêu tan. Phút, Diệp Viêm biến thành một tia sét lao về phía người vừa hồi sinh. Tia chớp đánh tới, quét sạch ngàn vạn tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh đều bị chém nát, giống như vô số đao ảnh oanh kích, dày đặc đến nghẹt thở. Lần này, người được hồi sinh khó có thể chống cự. Chỉ là những đao ảnh này đánh vào người kia lại giống như đánh vào một tấm thép. Ngoài tiếng leng keng ra, không còn âm thanh nào khác. Với một đòn tấn công như vậy, ngay cả cơ thể của võ thần cũng có thể bị phá vỡ, nhưng nó không thể xé xác người này. Thiên Xu đờ đẫn nói, thân thể có thể dùng làm vật tế, làm sao có thể là thân thể bình thường? Theo tôi thấy, Diệp Viêm đại nhân, nếu không sử dụng thủ đoạn đặc biệt thì khó mà thắng trận này. Xin giận trầm giọng nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn phải hỏi sao? Mau đi phá cửa đá, nếu không Diệp Viêm đại nhân thua, chúng ta cũng không có đường lui. Được, đám người lập tức quay lại và tìm cách phá cánh cửa đá. Tuy nhiên, ngay cả khi họ dùng hết sức bình sinh để công phá, cũng không thể phá được cánh cửa đá này. Tiết kiệm chút sức lực đi. Đúng lúc này, Diệp Viêm đang chiến đấu đột nhiên lùi về sau, khàn khàn giọng nói. Diệp Viêm đại nhân, mấy người kia dừng lại và nhìn hắn. Chỉ thấy hơi thở hắn hổn hển, hờ hững nhìn chằm chằm người vừa được hồi sinh, khàn nhạt nói. Cửa đá này, chất liệu thậm chí còn vững chắc hơn cả toàn bộ lăng mộ đá bên trong. Trong lăng mộ, đến một viên gạch ngói, các người cũng chẳng thể phá hủy, thì làm sao có thể phá cửa đá này? Mọi người đều chết lặng, tiết kiệm chút tinh lực. Lát nữa đi tìm nhẫn chí tôn đi, tôi đoán chiếc nhẫn đó không có ở đây. Diệp Viêm lạnh lùng. Tìm kiếm nhẫn chí tôn sao? Diệp Viêm đại nhân, chúng ta bây giờ tiêu diệt con quái vật này trước đi, chiếc nhẫn chí tôn bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được. Một người run rẩy nói, người hiến tế này sao? Diệp Viêm lắc đầu, người này cũng không khó đối phó, tôi đã có cách, không có gì đáng ngại. Thật sao? Mọi người đều vui mừng khôn xiết, Diệp Viêm không nói nữa, tiếp tục lao về phía trước. Chiến đấu. Hàng ngàn lưỡi đao khí tấn công người vừa sống lại, tạo nên cơn lốc giống như chiếc máy xay thịt khổng lồ. Những móng vuốt đáng sợ mọc lên từ bốn phía, tất cả về phía người kia. Nhưng người đàn ông được hồi sinh không hề hấn gì, cho dù Diệp Viêm tấn công mãnh liệt như thế nào, cũng không thể làm ra thịt hắn ta bị nứt, mãi cho đến lúc. Người đàn ông được cứu sống đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi hung hăng phất cánh tay của mình vào khoảng không. Bịch! Trên không trung, Diệp Viêm vốn đang di chuyển với tốc độ cao, lập tức bị đánh trúng, hóa thành một đường thẳng bay vút về phía đám người, cuối cùng nặng nề đập vào cánh cửa đá. Rầm, cánh cửa đá rung lên, toàn bộ lăng mộ chí tôn cũng rung lên. Khi đám người kia nhìn thấy cảnh này, họ vô cùng sốc. Diệp Viêm thua rồi sao? Sao lại như vậy được? Chẳng phải vừa nãy Diệp Viêm còn nói là đối phó được với thứ này sao? Tại sao lại bị một vố đau như vậy chứ? Lẽ nào Diệp Viêm đang chém gió? Mọi người run lên bần bật, da đầu tê dại. Nếu Diệp Viêm cũng không đấu lại được thì mọi người chỉ đành chờ chết. Đã đến nước này thì chúng ta chỉ có thể cùng xông lên vậy. Sắc mặt Diên giận đành lại, khẽ gầm lên. Chúng ta cùng ra tay đi, không thể để một mình Diệp Viêm đại nhân chiến đấu được. Cho dù lực lượng của chúng ta yếu ớt thì lúc này cũng chỉ là đành liều mạng thôi. Thiên Xu trầm giọng quát. Những người khác đều có vẻ mặt khó coi, chần chừ lúc lâu không lên tiếng. Ra tay! Ngay cả Diệp Viêm cũng không phải là đối thủ, sợ rằng bọn họ xông lên còn chẳng chống nổi một chiêu. Đây rõ ràng là tìm chết, nhưng hiện giờ ngoài tìm chết thì chỉ có chờ chết. Làm sao bây giờ?
Ai nấy cảm thấy da đầu tê dại, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng đúng lúc này, Diệp Viêm bỗng dưng bỏ dậy, bình thản nói: "Tôi đã nói rồi, các anh không cần lên." "Diệp Viêm đại nhân!" Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía hắn. "Tránh hết ra, các anh giữ sức để còn tìm nhận chí tôn cho tôi." Diệp Viêm bình tĩnh nói, sau đó đi tới. Nhìn chằm chằm người được hồi sinh đang từng bước lại gần, dường như đang nghĩ ngợi gì đó. Một lát sau, hắn giơ tay lên. Vèo vèo vèo, hơn 100 cây phi châm tỏa ra ánh lam xuất hiện. Những chiếc phi châm này như tinh linh, xoay tròn quanh người Diệp Viêm, rồi đồng loạt đâm vào người hắn. Cơ thể Diệp Viêm run bắn lên, đôi mắt trợn to, cả người dường như muốn phi thăng, sau đó thở hắt ra, ai nấy sửng sốt. Cơ thể Diệp Viêm dần có sự thay đổi, mái tóc hắn chuyển sang màu lam nhạt. Trên người nổi rất nhiều, đường vân như tia sét, đôi mắt trở nên sáng rực giống như thiên thần, nhìn rất kỳ diệu. Cảnh tượng này kéo dài hơn 10 giây, hắn mới từ từ bình phục lại. Lúc này, Diệp Viêm đã có sự thay đổi chóng mặt. Hắn bình thản nhìn người được hồi sinh đang đi tới, ánh mắt toàn là sự khinh bỉ và giễu cợt. "Tôi tưởng người của ngàn năm trước có thủ đoạn ghê gớm lắm cơ, hóa ra cũng chỉ có được vậy." Hình như người được hồi sinh nghe hiểu lời nói của Diệp Viêm, hắn phát ra tiếng gầm khẽ, sau đó giơ cánh tay lên. Ầm! Sức mạnh tàn bạo tỏa ra từ cánh tay hắn, hóa thành một luồng sóng xung kích không gì cản nổi, nện về phía Diệp Viêm. Mọi người kinh hãi, đòn tấn công này cho dù là một chiếc xe tăng thì cũng nát vụn, nhưng Diệp Viêm không hề né tránh mà nhìn chằm chằm luồng sóng xung kích kia, bỗng đẩy hai cánh tay về phía trước. Bốp, hai bàn tay của hắn nặng nề va vào sóng xung kích này, sóng xung kích lập tức tan rã. Nhìn lại Diệp Viêm, hắn vẫn lành lặn, bình an vô sự. "Đỡ được rồi, tốt quá." Mọi người gây ra rồi hoan hô ầm ĩ. Người được hồi sinh gầm lên, lại hất hai cánh tay ra. Nhưng lần này hắn không phóng ra sóng xung kích mà là một làn khí độc đen sì ùa về phía này. "Trốn đi!" Diệp Viêm khẽ quát, lần này không cố đỡ chiêu mà né sang bên cạnh. Những người ở phía sau nháo nhác bỏ chạy. Sóng khí độc nặng nề va vào cánh cửa bằng đá, dường như muốn ăn mòn nó, cả cánh cửa trở nên đen sì, còn phát ra tiếng sì kỳ quái. Sắc mặt Diệp Viêm đành lại, tiếp tục xông về phía người được hồi sinh. Người được hồi sinh lập tức giơ hai cánh tay lên, định phát động tấn công. Nhưng ngay sau đó, Diệp Viêm bất ngờ giơ hai tay ra, tóm chặt lấy cổ tay người được hồi sinh, ngăn cản thế công của hắn. "Chết!" Người được hồi sinh phát ra tiếng gầm trầm thấp, trên người phun ra độc lực đen sì nồng nặc, bao trùm lấy Diệp Viêm. Đây là độc lực của ngàn năm trước. Chắc chắn số độc này do chính tay chủ nhân của thần mộ Chí Tôn luyện chế, độc tính không có gì phải nghi ngờ. Nếu bị nó xâm nhập thì sợ là thần tiên cũng không cứu được. Nhưng Diệp Viêm không hề buông tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người được hồi sinh. Trên người còn tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ như máu, dường như đang chống lại khí độc của đối phương. Đồng thời, cảnh tượng khiến người ta khó tin xuất hiện. Chỉ thấy da thịt ở sau lưng hắn động đậy, rồi phần lưng nứt toác để lộ hai bàn tay to lớn dữ tợn chỉ ra. Máu tươi tung tóe. "Cái gì?" Anh ấy đều cảm thấy kinh ngạc. Hai bàn tay to lớn kia lập tức chụp lấy những giọt máu tươi đang bắn tung tóe, ngừng máu thành châm, sau đó điên cuồng đâm vào đầu của người được hồi sinh trước mặt. Phập phập phập. Trong chớp mắt, đầu của người được hồi sinh đã bị châm máu che kín, toàn thân cũng trở nên vô lực. Diệp Viêm bỗng dùng sức liệng người được hồi sinh sang bên cạnh. Bốp, hắn nặng nề va vào vách tường của mộ thất, sau đó lăn mấy vòng, nằm im dưới đất không còn động tĩnh. Mọi người đều im phăng phắc, ngây người ra nhìn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai cánh tay kia là sao? Còn nữa, tại sao châm của Diệp Viêm có thể đâm vào cơ thể người được hồi sinh? Tại sao hắn lại làm được điều này? Trong đầu ai cũng hiện đầy dấu chấm hỏi, chỉ có Diên Giận là phát giác ra gì đó. Không hổ là Diệp Viêm đại nhân, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn đã phát hiện ra được nhược điểm của người được hồi sinh này, thật là lợi hại. Diên Giận hít sâu một hơi nhỏ giọng nói, hắn phát hiện ra nhược điểm gì? Thiên Su ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, chắc chắn là trước đó Diệp Viêm đại nhân chịu thiệt cũng chỉ là để tìm được nhược điểm của người được hồi sinh này. Vậy cánh tay ở sau lưng hắn là sao? Thiên Su trợn tròn mắt nói, sắc mặt tái mét. Diên Giận ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói. Chuyện này không nói được, lẽ nào anh chưa từng nghe nói lời đồn nào sao? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thiên Su rùng mình một cái, lập tức hiểu ý của Diên Giận. Rõ ràng đây là cấm thuật của Thiên Thần Điện. Thực ra là từ lâu vực diệt vong đã có lời đồn, Thánh quân Diệp Viêm dùng người sống tu luyện, dùng rất nhiều cấm pháp để nâng cao thực lực.
Lúc đầu Thiên Xu còn không tin, nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt thì không còn gì phải nghi ngờ nữa. Hai cánh tay kia không phải tự mọc trên người Thánh Quân Diệp Viêm, mà chắc chắn là cánh tay của người khác bị cấy vào người hắn. Thủ đoạn của người này quá quỷ dị. Diệp Viêm đi về phía người được hồi sinh kia, hắn trợn trừng mắt, cơ thể vẫn đang co giật, dường như muốn đứng lên. Nhưng châm máu trên đầu khiến hắn lực bất tòng tâm. Những chiếc châm máu kia dần tan ra, dường như đang chậm rãi chui vào đầu hắn. Diệp Viêm lấy con dao găm ở thắt lưng ra, đâm mạnh vào đầu người được hồi sinh. Phập, con dao chỉ cắm được không đến một tấc. Hai tay Diệp Viêm nắm lấy chuôi đao, khẽ gầm một tiếng, rồi dùng sức thật mạnh. Con dao găm lập tức chuyển động, bổ đôi đỉnh đầu của người kia ra. Trong chớp mắt, một khối não tươi trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là nguồn của tử tế sao? Diệp Viêm bình thản nhìn khối não này, sắc mặt lạnh tanh, sau đó giơ tay lấy nó ra. Được chủ nhân của thần mộ chí tôn dùng làm não của tử tế thì sao có thể là đồ phàm chứ? Chỉ tiếc thứ này không thể cấy vào người tôi, nếu không ý thức của nó sẽ chiếm lấy thể xác của tôi mất. Nhưng chắc là nó vẫn có giá trị rất lớn, chuyến đi này coi như không uổng phí. Diệp Viêm bình thản nói, cất khối não kia đi, sau đó tiến về phía đám người Thiên Xu. Bọn họ sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống. Thánh quân đại nhân cái thế vô song, chúng tôi vô cùng khâm phục. Bọn họ run rẩy kêu lên, người được hồi sinh đã bị xử lý. Tôi nghĩ chắc hẳn cơ quan trong thần mộ đã mất hiệu lực, mau tìm nhận chí tôn đi. Diệp Viêm bình tĩnh nói, vâng vâng, tuân lệnh. Mọi người vội đáp, sau đó lập tức hành động. Đúng như Diệp Viêm nói, cái chết của người được hồi sinh khiến tất cả cơ quan xung quanh quan tài mất hiệu lực. Mọi người đi lại quanh các quan tài mà không gặp chút trở ngại nào. Biết được tin này, tất cả mọi người lập tức ùa về phía quan tài thủy tinh ở chính giữa, muốn xem liệu bên trong có giấu bảo vật cái thế gì không. Nhưng khi súng lại, ai nấy đều ngây ra như phỗng, chỉ thấy trong quan tài trống trơn, không có bất cứ thứ gì. Đừng nói là nhẫn chí tôn, cho dù là một cọng tóc cũng không có. Thánh quân đại nhân, trong quan tài không có gì cả. Thiên Xu run giọng nói, những nơi khác cũng không thấy nhẫn chí tôn, hình như trong mộ thất này không có gì hết. Mọi người nhao nhao nói, thế à, xem ra chúng ta mắc bẫy thật rồi, quan tài đá không ở nơi giống như mộ chính này, mà ở bốn mộ thất quanh đây. Diệp Viêm khàn giọng nói, mau đi điều tra mấy mộ thất khác. Tuân lệnh. Mọi người nhanh chóng hành động, nhưng Diệp Viêm không cho phép mọi người chia ra tìm, mà là cùng nhau kiểm tra. Bắt đầu kiểm tra từ mộ thất trước kia. Nếu chia ra tìm thì Diệp Viêm không thể để mắt đến từng mộ thất, có người tìm thấy nhẫn chí tôn hắn cũng không biết, hiện giờ vẫn không ai biết rốt cuộc nhẫn chí tôn có uy năng gì, nếu lấy được chiếc nhẫn này có thể khiến người ta lập tức trở nên lớn mạnh thì Diệp Viêm cũng không tiện đối phó. Mọi người cũng biết sự kiêng dè của Diệp Viêm nên không nói gì, tất cả quay lại mộ thất đầu tiên kia. Thánh quân đại nhân, trong đám người vào đây 50 năm trước, có người đã tìm được mộ thất này, bên trong không có thứ gì. Chúng ta vào đây tìm cũng chỉ tốn công vô ích thôi, hay là qua chỗ khác xem sao? Diên giận chần chừ một lát rồi lên tiếng. Chỗ khác là chỗ nào? Diệp Phiêm nhìn cô ta, Diên giận hơi há miệng, nhưng không biết trả lời thế nào. Đoàn người nhanh chóng đến ngã rẽ trước đó, đám Thiên Xu, Diên giận lập tức tiến vào mộ thất. Khoan đã! Diệp Phiêm bỗng khẽ quát, ai nấy sửng sốt vội vàng ngoảnh đầu lại. Sao thế Diệp Viêm đại nhân? Chỉ thấy Diệp Viêm nhìn chằm chằm con đường dưới chân, dường như đang chăm chú quan sát gì đó. Một lát sau, hắn ta nhíu mày, ngồi xổm xuống sờ mặt đất. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Viêm đại nhân, có vấn đề gì sao? Thiên Xu dè dặt hỏi. Đã có người đến đây. Diệp Viêm trầm giọng nói. Chắc là người ngoại vực kia. Hắn được Lôi Trạch Thiên Các mới đến. Và thần mộ chí tôn này, chúng tôi vốn định đuổi hắn ra khỏi thần mộ, nhưng hắn quá xảo quyệt, một mình bỏ trốn. Tôi biết là hắn, nhưng dưới mặt đất dường như có một luồng năng lượng kỳ quái, đây chắc chắn không phải thứ mà hắn sở hữu. Diệp Viêm bình thản nói, thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên mắt hắn chạm vào chỗ ngăn bí mật khởi động cơ quan, hắn bước tới, ngồi xổm xuống, kiểm tra kỹ càng gì đó. Mọi người lại càng tò mò hơn, rốt cuộc Diệp Viêm định làm gì vậy? Diệp Viêm chìa tay đè vào ngăn bí mật kia, khẽ ấn xuống. Cạch, ngăn bí mật phát ra âm thanh rất khẽ. Sau đó hắn lại dán sát đầu xuống đất, tìm kiếm khe hở chỗ ngăn bí mật. Một lát sau, hắn vận khí kình đánh vào đó. Diệp Viêm đại nhân, có phát hiện gì không? Diên giận dè dặt hỏi, dưới ngăn bí mật có càn khôn. Diệp Viêm khàn giọng đáp. Mọi người kinh ngạc. Hơn nữa, càn khôn dưới này đã bị người ngoại vực kia phát hiện ra rồi. Việc này, sao hắn biết dưới ngăn bí mật này còn có càn khôn khác?
Thiên Su sửng sốt hỏi, người này tâm tư vô cùng cẩn thận, làm sao hắn phát hiện được thì tôi không biết. Vậy dưới này có gì? Tôi đoán chắc là tinh túy của thất sát trận. Diệp Viêm chìa tay ra, vuốt mép khe hở kia, sau đó che mũi lên ngửi, bình thản nói, hình như là một mảnh thi thể, hoặc là một món nội tạng, cũng có thể là một thi thể. Khe hở của ngăn bí mật nhỏ như vậy, nếu thực sự là thi thể hay mảnh thi thể, thì chắc chắn vẫn ở trong đó, chúng ta phải nghĩ cách lấy nó ra, xem trên thi thể hay nội tạng đó có lợi ích gì không. Diên giận vội nói, không cần đâu, bây giờ trong đó không có gì cả, sợ là đã bị người ngoại vực kia lấy đi rồi. Diệp Viêm bình thản đáp, sao sao có thể chứ, khe hở của ngăn bí mật nhỏ như vậy hắn lấy đi kiểu gì? Không ai dám tin tại sao Lâm Minh lại làm được điều này. Diệp Viêm không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm ngăn bí mật một lúc rồi nhanh chân đi về phía mộ thất ở cuối. Mọi người vội vàng đi theo. Ầm ầm ầm, cánh cửa đá to lớn của mộ nội thất nổi ra. Đúng như mọi người nghĩ, ở bên ngoài một cỗ quan tài thì trống trơn. Thánh quân đại nhân, mấy mộ thất khác cũng giống nơi này, ngoài quan tài thì không còn gì khác. Chắc hẳn bốn mộ thất này là những mộ thất bảo vệ xung quanh chủ thần thần mộ Chí Tôn. Bọn họ chỉ là bồi táng thì làm gì có bảo bối gì chứ? Thiên Su nói, bốn mộ thất sao? Hình như số lượng không đúng. Diệp Viêm bình tĩnh nói, không đúng sao? Không đúng chỗ nào? Vừa rồi khi đến mộ chính giữa, các anh nhìn thấy trong mộ thất đó có mấy bức tượng. Hình như là 7 bức tượng. Vậy thất sát trận có mấy ảo ảnh? Cũng là 7. Thiên Su lẩm bẩm, những người khác lập tức biến sắc. Bốn mộ này chắc chắn không phải là một bồ táng bảo vệ, mà còn có bí mật khác, chỉ là bị các anh bỏ qua thôi. Diệp Viêm bình thản nói, nhanh chân đi về phía quan tài, đang định mở nó ra, thì bất chợt nhìn về phía nắp quan tài, nhíu mày nói, xem ra người ngoại vực kia đã động đến chiếc quan tài này. Trong chiếc quan tài này không có gì, động vào thì làm gì chứ? Thiên Su nói, ầm ầm ầm, quan tài mở ra, mọi người thò đầu ra nhìn rồi bật cười. Nhìn đi, Thánh quân đại nhân, tôi đã bảo trong quan tài không có gì rồi mà. Diệp Viêm suy nghĩ một lát nhỏ giọng nói, mau, đến các mộ thất khác xem sao. Nhanh lên! Diệp Viêm trầm giọng quát rồi xông thẳng ra ngoài. Mọi người cũng vội vàng đến những mộ thất khác. Mộ thất thứ hai vẫn trống tắt, mộ thất thứ ba cũng vậy. Cho đến khi tìm đến mộ thất thứ tư, bọn họ mới phát hiện ra là mình đã nằm dưới đất. Lúc này, toàn thân anh đầy máu, da thịt không có chỗ nào nguyên vẹn. Gục ở dưới đất khẽ run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, dường như vô cùng đau đớn. Được lắm, hóa ra thằng chó chết này trốn ở đây, lần này mày chạy không thoát đâu. Một người đàn ông nổi giận đùng đùng đi về phía Lâm Minh, đang định giơ tay túm lấy anh. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh bỗng giơ tay lên, tóm lấy cánh tay của người kia, dùng sức mạnh nện mạnh vào vách tường bên cạnh. Trầm, cơ thể người đàn ông va mạnh vào bức tường, sau đó nổ tung, hóa thành xương máu chết thảm tại chỗ. Tất cả mọi người đều ngây ra, tên ngoại vực này trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ thế? Thiên Su lắp bắp, sắc mặt trắng bệch. Phải biết rằng, những người được phái vào thần mộ Chí Tôn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mọi người đứng đầu cuộc thi của bậc diệt phong như Lâm Minh chẳng là gì trong mắt bọn họ cả. Tuy người ngoại vực này có chút thực lực, nhưng bọn họ vẫn có thể tiếp được mấy chiêu. Nhưng bây giờ, Lâm Minh còn hạ đao ván người kia trong chớp mắt, đối phương còn không có cơ hội đánh trả. Sao lại như vậy được? Xem ra nhẫn Chí Tôn ở trong tay anh rồi. Diệp Phiêm bình thản nhìn Lâm Minh nói, tôi không có nhẫn Chí Tôn. Lâm Minh thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng bệch là những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Diệp Viêm không nói gì, cất bước đi về phía Lâm Minh. Rõ ràng là hắn không tin lời Lâm Minh. Lâm Minh lập tức khó nhọc bỏ dậy. Tuy nỗi đau dữ dội toàn thân khiến cơ thể anh lảo đảo không ngừng, nhưng anh biết lúc này mình không thể trốn tránh. Tôi từng nói, giết xong những người kia sẽ giết anh. Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, tôi không thể không giải quyết anh trước. Bây giờ anh cứ yên tâm lên đường đi. Dứt lời, Diệp Viêm loáng một cái đã xuất hiện ở bên cạnh Lâm Minh, một tay bóp lấy cổ anh, nhấc lên, dường như Lâm Minh không còn sức lực phản kháng, hai chân lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Diệp Viêm cũng không nhiều lời, giơ tay còn lại về phía tim anh. Hắn định móc tim của Lâm Minh, nhưng đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, vụt, một luồng năng lượng cuồn cuộn phóng ra, đồng tử Diệp Viêm run rẩy, còn chưa kịp thở ra. Bốp, hắn lập tức bị chấn động bay vèo đi, nặng nề va vào tường. Lâm Minh cũng thuận thế trượt xuống đất, ai nấy đều kinh hãi. Không ai dám tin vào mắt mình, trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Viêm vô địch sao có thể bị người ngoại vực này đánh bay được chứ?
Ngay cả người được hồi sinh từ ngàn năm trước cũng bị Diệp Viêm móc não, thì người ngoại vực này là cái thá gì chứ? Sao có thể đấu với Diệp Viêm được? Diệp Viêm ho hai tiếng rồi bỏ dậy, hắn nhìn về phía Lâm Minh, sắc mặt vô cùng phức tạp. Luồng sức mạnh này thật là đáng sợ, đây là sức mạnh phi thăng sao? Diệp Viêm lẩm bẩm nói, cảm thấy vô cùng khó tin. Luồng sức mạnh phóng ra từ trong người Lâm Minh là sức mạnh phi thăng tinh thuần nhất, hắn chưa bao giờ thấy sức mạnh phi thăng tinh thuần như vậy. Đây không phải là sức mạnh mà người phàm có thể tu luyện ra được, đây là sức mạnh của thần tiên. Diệp Viêm kinh ngạc nhìn Lâm Minh, lẽ nào người này đã trở thành thần tiên? Không thể nào, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù anh có cơ duyên trời ban thì cũng không thể bước vào cảnh giới đó được. Nếu anh không phải thần tiên thì tại sao lại phóng ra được sức mạnh phi thăng tinh thuần như vậy chứ? Lẽ nào anh đã có được đại cơ duyên ở đây? Nghĩ đến đây, ánh mắt nóng rực của Diệp Viêm nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhưng thần sắc lại càng ngày càng lạnh lùng. Hắn giơ tay lên, cách không chụp về phía Lâm Minh. Vù! Bốn phía xung quanh Lâm Minh nổi lên một luồng khí độc đáng sợ, khí độc điên cuồng xoay tròn quanh anh, sau đó hóa thành một luồng gió dữ, khí độc hung hãn không ngừng xé rách cơ thể anh, chui vào người anh. Cơ thể Lâm Minh lập tức chi chít vết thương, một khi khí độc xâm nhập vào người thì thần tiên cũng không cứu được. Anh thở hổn hển, huy động sức mạnh phi thăng trong cơ thể để bảo vệ quanh người, nhưng anh biết rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ có đường chết, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Minh xuyên qua khí độc nhìn chằm chằm Diệp Viêm ở bên ngoài, bất ngờ tế sức mạnh phi thăng cuồn cuộn ra, sau đó bỗng dùng sức lao về phía trước. Phù, cơn bão khí độc lập tức bị đánh tan, Lâm Minh giống như con trâu điên, mang theo sức mạnh cuồng bạo lao tới. Diệp Viêm nhíu mày, hai chân khẽ điểm, bay lên như một sợi lông hồng, khoát tay một cái. Vèo vèo vèo, rất nhiều châm bạc bay ra như sao băng, Lâm Minh dùng một tay đón đỡ. Bụp, một luồng khí phát nổ, châm bạc đều bị nát vụn. Lâm Minh nhảy vọt lên, giơ tay ra chụp về phía Diệp Viêm ở giữa không trung. Hỗn xược! Diệp Viêm tức giận quát, một luồng uy áp cuồn cuộn đánh thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức rơi xuống đất. Anh không xứng khiêu chiến tôi. Diệp Viêm đứng từ trên cao nhìn xuống Lâm Minh, sau đó động đậy ngón tay. Phè phè phèo, rất nhiều phi châm đen xì bắn ra từ người hắn, giống như muôn vàn tinh linh, bao trùm lấy Lâm Minh. Lâm Minh vừa bỏ dậy đã bị phi châm bao vây. Chúng không lập tức tấn công Lâm Minh, mà đang tìm cơ hội khóa chặt tử huyệt của anh, sau đó mục kích chí mạng. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, đồng thời tế ra châm bạc nghênh chiến, nhưng rõ ràng là châm bạc của anh không mạnh bằng Diệp Viên. Phi châm bay tới, tất cả đều bị đánh nát. Để xem, rốt cuộc trên người anh có cơ duyên gì nào. Diệp Viêm khàn giọng quát, sau đó vung bàn tay lên. Vèo vèo vèo, phi châm quanh người dường như phát hiện ra sơ hở của Lâm Minh, đồng loạt đâm tới. Cơ thể Lâm Minh không chống đỡ nổi, bị những phi châm này đâm trúng, cả người run bắn lên rồi bất động. Sức mạnh phi thăng dồi dào quanh người cũng dần tan rã. Áp chế được rồi, đám thiên su, xiên giận, trợn mắt há mồm, xem ra là chúng ta nông cạn rồi. Thánh quân Diệp Viêm quả nhiên là sự tồn tại vô địch. Xiên giận hít sâu một hơi, khản giọng nói, rốt cuộc ai mới có thể đối phó được với người như vậy đây? Thiên su cũng thì thào, chắc là người đứng đầu trong số bảy thiên tài mới có hy vọng đánh bại được hắn. Người đứng đầu trong bảy số thiên tài sao? Thiên su biến sắc, dường như đang nghĩ tới sự tồn tại cực kỳ đáng sợ nào đó. Lâm Minh ngồi bệt xuống đất, phi châm quanh người đã đâm vào thần kinh và khí mạch của anh, khống chế hoàn toàn mọi hành động và khí kình của anh. Giờ phút này, anh giống như con dê chờ giết thịt, ngồi yên dưới đất, lặng lẽ chờ Diệp Viêm tàn sát. Diệp Viêm bước lại gần, vẻ mặt điềm nhiên nhìn Lâm Minh đang ngồi trên mặt đất, sau đó hắn giơ tay lên lao về phía anh. Trường của hắn tỏa ra ánh sáng màu trắng, nhưng không phải ánh sáng thông thường, mà là ánh sáng có khả năng cắt đứt da thịt và khí công của người chạm vào nó. Hắn không muốn truy hỏi Lâm Minh nữa, giờ hắn muốn hoàn toàn tiêu diệt anh. Lúc này, trên người Lâm Minh có bí mật gì hắn không quan tâm nữa, nhưng khi Diệp Viêm vừa vươn tay tới, cộc, Lâm Minh đột nhiên đưa tay kẹp chặt tay Diệp Viêm, ánh sáng trắng bị anh nghiền nát. Diệp Viêm vẻ mặt hơi biến đổi, sau đó nhận ra mình dường như đã trúng chiêu. Phi châm của hắn cũng không áp chế được Lâm Minh, người này cố tình không dùng hết sức mạnh khi chiến đấu. Lâm Minh đột nhiên dùng lực, định ném Diệp Viêm sang một bên, nhưng Diệp Viêm không cho anh cơ hội, lập tức trở tay phản đòn. Cắt rắc, một tay của Lâm Minh dường như đã bị bẻ gãy. Bịch, Diệp Viêm lại dùng sức ném anh sang một bên. Lâm Minh như con diều đứt dây, nặng nề đập vào tường lăng mộ. Lực va chạm khiến cả lăng mộ rung lên. Đợi khi Lâm Minh rơi xuống đất,
lăn trên mặt đất vài vòng, toàn bộ da trên cơ thể anh nứt toác, tấm lưng thậm chí biến dạng. Không ai biết anh đã phải chịu bao nhiêu vết thương, nhưng với tình hình hiện tại, anh đã không còn sức phản kháng. Kết thúc rồi, Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm, có một khoảnh khắc nào đó hắn ta đã nghĩ có thể Lâm Minh sẽ thắng được Diệp Viêm. Nhưng xem ra đó chỉ là suy nghĩ hồ đồ mà thôi, sức mạnh của Diệp Viêm quả thực khó có người địch nổi. Mọi người như nín thở nhìn Diệp Viêm, hắn lại bước tới chỗ Lâm Minh, đôi mắt lạnh lẽo, giờ ngập tràn sát ý. Lần này hắn tuyệt đối không nhẹ tay, nhưng mới đi được vài bước, Diệp Viêm đột nhiên cau chặt mày lại, như thể nhận ra điều gì đó. Hắn giơ bàn tay vừa bị Lâm Minh kẹp lên nhìn. Trên tay hắn chi chít kim bạc, đây là Hồng Mông Long Châm, mỗi cây kim đã nối với thần mạch của hắn. Khóa chặt khí mạch ở tay, những cây kim không ngừng rung lên, như thể muốn đâm sâu vào khí mạch của hắn. Diệp Viêm không dám chậm trễ, vội vã dùng bàn tay còn lại định đánh vào tay mình. Đây rõ ràng là muốn chặt đứt cổ tay. Muộn rồi, Lâm Minh khó nhọc bò dậy, thều thào nói. Diệp Viêm đồng tử ngưng chuyển động, cánh tay ban nãy định chặt đứt cổ tay kia, giờ đã đổi vị trí, định chặt đứt cả cánh tay, nhưng hắn còn chưa kịp chặt. Bùm, thì một nửa cơ thể hắn nổ tung. Những người kia bay ra xa, rồi ngã bịch xuống đất. Ai nấy sững sờ, Lâm Minh còn có thủ đoạn đáng sợ như vậy sao? Chuyện gì thế này? Ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Ai nấy, mắt chữ O, miệng chữ A, không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Chỉ có Diên Dận mở trừng trừng mắt nhìn hồi lâu rồi mới lên tiếng. Lẽ nào hắn truyền sức mạnh phi thăng vào kim, rồi đưa vào nội thể của Thánh Quân Đại Nhân, sau đó mới khiến cơ thể Đại Nhân phát nổ? Kim châm của hắn sao có thể phá nát cơ thể của Thánh Quân cơ chứ? Thiên Sư run rẩy nói, nếu như dùng sức mạnh phi thăng ở khoảng cách gần như vậy thì có thể. Các người không nghe Thánh Quân từng nói sao? Trên người hắn có sức mạnh phi thăng thuần khiết nhất, sức mạnh đó có lẽ chỉ các vị thần khai thiên lập địa mới có được. Diên Dận nhỏ giọng nói, đám người kia hít một hơi lạnh, không ai ho he tiếng nào, nhìn Thánh Quân Diệp Viêm lúc này vô cùng thảm, một nửa cơ thể nát bét, mặc dù cú nổ ban nãy vô cùng đáng sợ, nhưng thân thể hắn vẫn chưa nát hết. Hắn nằm trên mặt đất co giật, một tay và một chân đã đứt, xem ra không còn đủ sức để đứng lên. Nhìn cảnh tượng này, Diên Dận trong mắt đột nhiên hiện lên sát ý. Thiên Su, thời cơ để anh thành danh đã đến rồi. Diên Dận nhỏ giọng quay đầu sang thì thầm. Thành danh? Thiên Su ngẩn người, sau đó như nhớ ra điều gì, trợn mắt nhìn cô ta. Ý cô là, nếu tự tay giết Thánh Quân Diệp Viêm, uy danh của anh sẽ lan ra khắp vực Diệp Phong, anh sẽ có được vinh quang. Đồng thời, tất cả bảo vật trên người Thánh Quân Diệp Viêm đều thành của anh hết, anh không muốn sao? Diên Dận khẽ cười nói, Thiên Su nhịp thở dần dần trở nên gấp gáp, nhưng hắn vẫn chưa bị sự cám dỗ này làm cho mê muội, hắn hừ lạnh một tiếng đáp, vậy tại sao cô không tự ra tay đi? Tôi không có hứng thú với danh lợi. Tưởng tôi là tên thiểu năng sao, loại phụ nữ như cô mà không hứng thú với danh lợi. Chẳng qua, cô sợ Thánh Quân Diệp Viêm còn con bài dự phòng nào ở đằng sau nên mới không dám. Định bảo tôi làm con tốt thí, tôi nói có đúng không? Nếu anh không muốn ra tay thì ắt sẽ có người khác ra tay. Tập 687 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.